Xin chào anh em, đây là một cái video lần đầu tiên tôi quay sản phẩm này. Chúng ta sử dụng rất nhiều sapphire ở đây, có viên sapphire lớn hình chữ nhật, cắt một cái giác khá là yêu. Cái sản phẩm này thì là sản phẩm mẫu có thể hợp lý với bất kỳ vị khách nào. Tôi có thể báo viên đá này cho để xem nào, cái form này chắc là cô Hạnh cô thích này. Thích cái màu này, không biết cô Hạnh có thích màu này không? Hoa Phượng thích màu này không? Cô xem thử nhé, quay này cô xem thử nhé. Một cái nhẫn khá điệu đà, sử dụng viên đá rất là đẹp, màu xanh biển, kích thước này cũng tương đối lớn, đẹp ghê. Một số cái mẫu nhẫn hiếm hoi mà chúng tôi sản xuất sẵn dựa trên một số cái form đá tấm thì thế này. Với cái đá tấm này thì nói thật với anh chị là số lượng đá tấm trên văn phòng Tahigem Game mình nhiều không đếm xuể anh chị ạ. Quá nhiều luôn. Nhiều một cách kinh khủng luôn, nhiều không đếm được luôn. Rất là nhiều và rất nhiều màu. Thế thì lẽ ra theo lý thuyết ấy thì cái định hướng phát triển của chúng tôi cũng sẽ sử dụng một số cái mẫu, chẳng hạn như cái mẫu kiểu như này mà mình thấy là thị trường đáp ứng đấy, mà tốt đấy, anh chị mà yêu quý đấy, thì chúng tôi sẽ sản xuất số lượng lớn. À, để phục vụ cho cái nhu cầu hàng sẵn của anh chị nhé. Đấy, đây tôi sẽ cho cái là đèn này. À, thì có nhiều loại đá lắm, chúng ta có thể thay đổi kích thước và số lượng hạt và dựa trên bản vẽ. Mà khi mà chúng tôi đã đủ nhân lực rồi thì chúng tôi có thể xử lý bản vẽ cho anh chị trong khoảng 1-2 tiếng thôi. Là anh chị đã có thể sơ bộ lên một cái phác thảo đơn giản rồi, và một số cái bạn bên kỹ thuật tôi về với họa sĩ sẽ phác thảo bản vẽ tay cho anh chị nhé. Thì đấy là một do cái đường hướng phát triển mới của chúng ta, sau này nó sẽ nhanh hơn. Trong cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ chậm hơn một chút. Thế thì trong cái video này thì tiện thể luôn, tôi cũng sẽ giới thiệu đến một cái sản phẩm nữa. Và mình cho anh thông số sản phẩm này nhé. Cùng với sản phẩm này thì đây là sản phẩm làm sẵn, đã làm xong rồi, một cái nhẫn sapphire. Nhẫn này cũng là dạng Rolex, giống như dẫn của anh Quang, nhưng mà cái này là sử dụng là dây cứng nha. À, không phải là hàng mềm, nghĩa là tất cả các chi tiết này không làm rời mà làm liền lạc luôn. Thì đây là cái nhẫn mà mình thấy là cũng khá là hay. À, thì mình giới thiệu cho anh chị một cái viên đá này thì nếu mình nhớ không nhầm nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1K2 đến K3 đá thôi, không có quá nhiều đâu. Đấy, của khách đúng không? Nhưng khoảng 1K2 đá thôi. Thì những cái viên đá như thế này thì chắc là anh ấy cũng lựa chọn trên một cái file cũng khá là tốt rồi. Đấy, nhìn màu rất là sâu so với cái viên của anh Quang, thì viên anh Quang có phần để sáng hơn. Thế thì cái vỏ nhẫn này nếu mà đá của khách ấy thì tôi ước chừng ấy, cái vỏ này đây là cũng là 18K750 của Tahigem này, logo Tahigem nhá. Thì tôi ước chừng cái sản phẩm này nó rơi vào tầm khoảng 2,5 chỉ. À đây mượn cái cân, anh cân thử tính tiền cho anh em xem. Ước chừng rồi nhá, thì tôi chưa có thông tin về sản phẩm này. Sản phẩm nhiều, có những cái sản phẩm thì tôi không công bố trên web. Cái này là nặng 2,5 chỉ, đúng rồi, 2,5 chỉ. Thế là 1 chỉ vàng bây giờ là khoảng 4 triệu, 4 triệu 6 thì gọi 5 triệu đi. Thì là 2 chỉ sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu. Một nửa chỉ nữa là 12 triệu 5 trăm về tiền công sản xuất nữa. Đấy, nó rơi tầm 14 15 triệu cái vỏ nhẫn này anh chị nhá, và cả viên đá nữa thì cho ra mất khoảng 10 triệu nữa. Đó. Là những cái thông tin thêm cho anh chị về sản phẩm này. Cái này thì mình kiểm tra xem là nó là cái mã bao nhiêu nhá để báo với Duẩn nhá, à, báo với Hải nhá. Một số cái vỏ nhẫn thế này, tôi sản xuất rất là nhiều. Thì quay lên cho anh chị xem. Không, nó quan trọng là cái nhẫn này, không biết nó hợp với ai không. Nhẫn này đẹp lắm. Màu đẹp thật, nhưng cái này sang nhỉ. Đeo kiểu nó sáng rực ấy. Chữ nhật ít có mà là ít ít gặp. Nhẫn này nó về văn phòng tôi khoảng 2 tuần rồi, tôi quên thì không quay cho anh chị. 2 tuần rồi nha. Hay chưa? Ok. À, còn gì để khoe cho chị nữa nhỉ? À đây, còn cái này nữa. À, đây là một cái dây mà tôi đã sản xuất cách đây được khoảng vài tháng rồi. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang một cái khóa mới. Chuyển sang một khóa mới thì anh chị có thể xem là chúng ta chuyển sang cái bộ khóa này nó đơn giản hơn. Bộ khóa cũ thì nó sẽ có mấy viên đá thế này, tôi đã bỏ đi rồi nhé anh chị nhé. Tôi chuyển thể ra thân nhẫn rồi, nó sẽ thay đổi vào bộ nhẫn cái lắc này. Thì tôi nhớ không nhầm thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 300 triệu hay sao mình nhỉ, bao nhiêu nhỉ, tầm
Để mình xem nào. Cái lắc tay này ở trên website. Ủa, cái lắc tay này mình không đưa lên web à? Mình đó, anh không thấy thông tin đâu. Không có, không thấy. Kiểm tra xem để kiểm tra mã đâu nhá. Tôi nhớ không nhầm cái lắc này là khoảng hơn 300 triệu. Đó. À, sử dụng rất nhiều loại đá ở đây. Những viên ba ly tròn này, nói chung là trong này những cái viên giá trị, ví dụ như viên sapphire hồng này là rất giá trị này. Viên ruby này, viên sapphire xanh này, viên tourmaline này, di công này, rồi là kyanite này, rất là nhiều. Đó, một vài viên tourmaline. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok nhá, rồi xin chào anh chị, chúc anh chị xem video vui vẻ và chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thật là thú vị và đặc biệt và đẳng cấp cùng với Tahigame. Xin chào và tạm biệt anh chị.